Xin chào và bây giờ Hưng đây. Yeah, chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay các bạn mình sẽ thử thách đồ ăn các bạn nhá. Đó là thử thách ăn đầu, đuôi và thân các bạn nhá. Rất nhiều nhỉ? Nghĩa có nghĩa là một con cá này, nếu ai bốc vào đầu thì sẽ ăn đầu cá này. Nếu ai bốc vào đuôi cá thì sẽ phải ăn đuôi cá nhá. Hiểu thì sẽ phải ăn thân. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Luật chơi này thì bọn em đã hiểu chưa? Hiểu. Phần thưởng này mình sẽ trao người thắng cuộc sẽ là 500 đô bạn nhá. Là gì anh? Phần hình phạt này các bạn ạ, mình sẽ cho búng tay người ra đầu tiên sẽ bị búng 30 cái. Người thứ ra thứ hai sẽ bị búng 15 cái nhá. Ok, hiểu chưa? Các bạn thấy cái video này của mình hay thì like và chia sẻ video ủng hộ mình nhá. Đấy, còn bây giờ bọn em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng cho trận chiến ăn đầu đuôi và thân. Rồi bây giờ đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, bây giờ bốc thăm đầu đuôi và thân nhá. Ai bốc trước đây? Trước. Rồi, cho bạn bốc trước. Ai à? Hay giấy. Cho bạn ngưng chọn này. Trời không tiền. Không, bắt buộc phải chọn đấy. Rồi. Thân đây em ạ. Hậu là thân. Đầu, đầu. Mình là đầu. Đuôi. Đuôi. Các bạn ơi, Nguyên đã biết đọc chữ các bạn ạ. Chữ. Đấy, Nguyên không biết chữ các bạn nha. Bắt đầu đây. Yes. Đấy. Ok. Rồi. Các bạn ơi, mình đã để đồ ăn tương ứng của mỗi người nha. Bây giờ đến ba mở ra nha. 1, 2, 3. Wow. Đấy, thân cá bạn này. Rồi, cá bạn ơi. Của mình là đuôi nha các bạn nhá. Rồi, thân tôi đi. Đấy, ai bốc vào thân sẽ là ăn nhiều nhất các bạn ạ. To nhất còn gì. Rồi. Các bạn ơi, mình ăn đuôi nha các bạn nhá. Của Bách ăn cá đánh cháy cắn nhá. Đấy, đuôi cá có tí các bạn ạ. Đầu cá cũng có một tí rồi các bạn nhá. Đấy, cố lên. Đấy, đuôi cá có một tí các bạn ạ. Bách đầu cá nào đây. Đấy. Anh mang này có mỡ ấy ạ. Rồi, mỡ cũng phải ăn. Đầu bách dạo này nó rụng tóc các bạn ạ. Nên phải ăn nhiều đầu cá cho nó đỡ rụng tóc nha. Các bạn cá cá chép vào cũng được á. Đây là cá chép nha. Mình tí bị học xương các bạn. Rồi, cố lên. Ăn nhũng à. Đấy, Hậu là nguyên cái thân cá các bạn ạ. Nhưng mà rắn hơn cháy ấy, ăn hơi rắn ấy. Rồi. Đấy các bạn ơi, các bạn thấy cái series ăn đầu đuôi và thân hay thì chia sẻ ủng hộ cho mình các bạn nha. Các bạn ơi, cho mình 1-2 miếng nữa mình hết luôn thôi các bạn ạ. Rồi. Các bạn đang ăn chậm lắm. Rồi. Đấy, bách nguyên cái đầu cá các bạn ạ. Hậu nguyên cái thân. Ngon. Mừng hoặc. Rồi, cố lên. Ngon thật các bạn. Rồi. Đấy, đuôi cá có tí. Kia vẫn còn nha. Đuôi cá vẫn còn nha. Cái vây kia ăn được hết. Đấy các bạn ạ, Nguyên bỏ các bạn ạ. Mà một cái thử cá chép ăn ngọt lắm. Rồi. Bên này tôi bỏ nó cháy các bạn. Rồi thôi được rồi. Bách mì Hậu ăn nhanh đi. Đấy. Còn Hậu với lại Bách thôi các bạn nha. Cố lên đi. Bách ăn nhanh lên. Đấy các bạn ơi, ăn bình tĩnh. Ăn đầu nó nhiều xương nó không ăn ăn chậm thì nó lại hóc các bạn nha. Rồi. Mình tí bị hóc. Đấy. Nguyên tí nó bị hóc các bạn ạ. Cố lên. Ăn nhanh đi bây. Hậu với Bách nhanh lên đi. Đấy. Vòng 1 rất là đơn giản các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay đầu đuôi và thân. Đầu thì mình nghĩ là nếu hôm nay mà những cái đầu ví dụ đầu bò thì chắc chắn là ai vào đầu bò sẽ thua rồi. Yeah. Nên là mình sẽ lấy bộ phận của cái đầu của bạn nhá. Đấy. Ngưng cái đầu bò choang. Rồi. Đấy, mắt này ăn ngon rồi bác. Rồi, ăn mắt này rất là bổ. Đấy, cố đi. Nguyên rất là thèm các bạn ạ. Chảy lên dãi. Thèm lắm rồi các bạn. Nhưng mà lại rất tiếc là lại bốc không được ăn các bạn ạ. Bốc được đầu cái đuôi. Nhưng các bạn ăn ít đi. Ăn nhiều lớn nhất. Đấy, Hậu ăn rất nhanh các bạn ạ. Cái thân to bự đấy sắp xong rồi. Bằng thịt đấy. Rồi, còn Bách nữa thôi. Cái xương này. Đấy. Sắp xong rồi các bạn, ăn nhanh lên. Béo chưa? Ơi, ăn ngon lắm các bạn ạ. Rồi.
Các bạn ơi, các bạn nhận nhìn đầu của Bách nhé, các bạn nhìn này. Quái ơi, hỏi các bạn. Quái các bạn nhé. Đấy, khổ. Đi vuốt tóc thọ không biết vuốt kiểu gì cho nó đẹp. Đẹp trai các bạn ạ. Không biết tại sao Bách lại bị rụng tóc. Nghĩ về người yêu nhiều quá, rắc rụng tóc. Đây em hết rồi. Rồi ok, Bách hết rồi các bạn nha. Em qua chưa thua chưa? Chưa. Ok. Rồi phần tiếp theo nha, bây giờ bốc thăm tiếp nha. Bách người bốc trước đi. Đấy, Bách người bốc trước đi. Bốc thần ăn nhiều lắm. Ui. Đuôi các bạn ơi. Đuôi. Ôi mình lại thân rồi anh em ạ. Các bạn ơi, đầu các bạn ơi. Đầu. Lại thân anh em ạ. Hậu lại thân nữa anh ơi. Hậu này rất là đen các bạn nha. Rồi. Các bạn ơi, bây giờ đến ba mở ra nhá. Một, hai, ba. Wow. Các bạn ơi. Chán em ạ, ăn này chết à. Các bạn ơi, cái phao câu của Bách này các bạn ơi, cái này ăn ngon lắm các bạn ơi. Chỉ có Bách mình được ăn cái này thôi. Rồi, đầu của Nguyên con này. Con mình cái wow. Đầu. Đấy, đúng mình biết đây là con gì. Con này là con gan bắt vào vườn hay sao ấy. Rồi. Đấy, Hậu sẽ phải ăn hết cái thân. Bách sẽ phải ăn hết cái đuôi. Đấy, ngon không? Wow. Đấy, cố lên. Không sao anh em ạ, mình sẽ cố gắng. Đấy. Mà Hậu ngon hết. Hậu ngon đi. Liệu Hậu lại ăn hết con này không nhỉ? Rồi, Hậu rất là mạnh các bạn ạ. Đấy. Có ăn hết không? Bé một ngày không hết. Đấy, các bạn ơi, con gan này ngon các bạn nhỉ? Ngon. Ngon hết. Ngoãn. Đấy, Nguyên thì Nguyên cái đầu các bạn nhá. Mình cả cái cổ luôn. Rồi. Đầu lẫn cổ. Đấy, Bách ăn đuôi này là tóc đen. Sướng nhất bọn Bách được ăn phao câu tóc nó đen xì. Rồi, đấy. Ngan dài hết. Ngan dài các bạn ạ. Đấy, Hậu bây giờ hết cái đùi các bạn nhá. Đơn giản nhá bạn, mình sẽ cố gắng. Rồi. Vòng 2 thôi. Ok, vòng thứ hai. Cái từ cuối trận mình cái vào thân nhắc các bạn ạ. Rồi. Đấy. Các bạn ơi, Hậu ăn hết con gà này là cũng rất là giỏi các bạn nha. Đẳng cấp luôn. Quá giỏi luôn. Đấy. Bạn Hậu ăn hết xong còn để có một thua các bạn. Rồi, cố lên. Bắt đầu gãy các bạn nhá. Được chắc không? Rồi. Đấy. Kiểu như là đen trước sau đỏ sau các bạn ạ. Ngon. Wow, ngon nhỉ các bạn nhỉ. Ui, Hậu ăn rất là mạnh luôn. Ngon. Đấy, Bách ăn phao câu thế nào? Nhớ ngon, nhớ ngon. Béo. Anh ạ. Còn Nguyên? Cái này nó làm xương rằm lắm anh ạ. Rồi, cố lên đi. Ăn mà không nhạy thì nó còn hóc ấy. Đấy. Nguyên với Bách ăn rất là ngon miệng các bạn nhá. Hậu ơi, cả con ngan. Hậu ăn hết đùi rồi. Giờ sang cánh các bạn nhá. Đấy, con này to các bạn ạ. To thật. Đấy, to bự luôn. Wow. Phúc vào đám cổng mà. Đấy. Wow. Con gà này to chà bá các bạn nhỉ. Nhưng mà ăn kiểu xé này ngon các bạn ạ. Đấy. Bách Nguyên rất là thèm rồi các bạn nhá. Đấy, thèm dã man rồi. Mình thèm, nhưng mà được ăn cổ. Con gà này mà có ít rượu ngồi ngắm thì thôi rồi. Các bạn ơi, Bách chỉ thích rượu thôi. Bách mạng rượu. Bách thì thích rượu thì gái đẹp rồi, chẳng thích gì. Rồi, đấy, chúng ta không nên rượu chè các bạn ạ, hư người. Rượu chè hư người. Đấy, sau này say quá lại đánh vợ con. Đấy, Nguyên có cái cổ, cái đầu ăn mãi không hết các bạn ạ. Đấy, Hậu cái thân thì ăn hết cái đùi cánh rồi. Đấy, Nguyên thì độc ăn cổ với đầu. Cổ nó dài lắm, toàn xương răm thôi. Dường nhất là Bách có cái phao câu mềm. Phao câu tớ ăn hơi ngon đấy. Đấy các bạn ơi, Bách cái phao câu này gặm kỹ không các bạn? Còn mỗi cái xương này bé tí các bạn ạ. Đấy, Hậu đứng nguyên cái thân các bạn nhá. Đèn các bạn này mình không biết gặp cổng gặp ai đèn thế. Đấy, Hậu nay gặp hai cái thân rồi, thân cá to này, thân con gan to à bạn nhá. Lâu lắm rồi không thi mà nay đèn. Rồi, Hậu nay dưới ra đi sớm lắm các bạn ạ. Chưa chắc đâu. Thôi bạn thua đi, để tớ ăn thầm với bạn Bách. Thua nào. Ai ra đầu sẽ phải búng 30 cái tạ vào tai bạn nhá. Em thấy rồi anh ơi. Rồi, Bách hết sạch các bạn đi chưa. Đấy, còn mỗi mẩu con co này thôi. Đấy, còn Nguyên thì chưa hết được. Bấm ơi, anh cả màu, anh cả mỏ nói á.
Sao bạn không ăn cà phê này đi? Chỉ biết nói như này. Đúng rồi. Cố lên. Wow, ngon nhé. Đây này cố. Đầy lông này là tớ vẫn vẫn phải ăn, ăn hết cái đầu. Đấy. Hậu ơi. Ngán. Phết anh em ạ, con ngan này béo thế. Con ngan này béo bạn ạ. Wow. Rồi. Cố mà Hậu ơi. Cố lên. Wow. Chỉ còn Nguyên với Hậu thôi. Đấy, Nguyên vẫn còn nguyên cái đầu các bạn này. Đấy, gặp này này, đấy. Rất là ngon. Các bạn Hậu ơi, từ lần sau bạn mồ còn trẻo đến mỏ ra nhá. Tớ không xương vào. Con vì thế này là mẹ mình là thịt các bạn nhá. Con ngan. Rồi, đấy. Nguyên sao đây? Em chửi điếu, em chờ Hậu rồi chứ em ăn phát một. Rồi, thua đi. Đấy, ui, biết mỡ bạn này. Đấy, ngán mỡ. Đấy, cố lên. Đấy. Dạ, ngon thế. Ăn cái đầu bánh này. Bánh miếng. Bánh ăn nào? Bánh ăn đâu? Hậu tâm miếng. Wow, cứng các bạn nhỉ? Cứng lắm các bạn. Các bạn ơi, bách xin mình các bạn ạ. Này cho bạn bách. Wow. Cho bạn cho anh xin à. Bách xin ơi, mình khi mà Hậu ơi, các bạn nhắm. Rồi, ok. Mình cho phép xin các bạn ạ. Đấy. Chia thảo luôn. Đấy, Hậu anh con ngan khỏe không các bạn ơi? Lắm thịt không? Đấy, con ngan là mình nuôi lắm thịt lắm các bạn ạ. Ăn nó tuyệt vời luôn. Bách ngon không? Ngon đấy nhở. Nguyên nó ngon không? Ăn sườn. Bách càng thiện Nguyên rồi. Ăn đầu này chẳng có gì đâu các bạn. Đấy các bạn thấy Hậu này đẳng cấp không? Quánh nguyên mình con ngan đó bạn ạ. Con này của mình phải 3 cân. Đấy Hậu ăn rất đẳng cấp bạn nhá. Mà vào rớt đầy áo nhìn cười chết lên. Đấy à, ngon nhé. Ngon cận nhà bạn. Rồi. Uầy, mấy quá nhỉ bạn. Hậu ấy chưa? Thua chưa? Chưa. Vẫn chưa thua gì? Vẫn hết rồi. Rồi. Đấy các bạn ơi, con ngan này sắp hết rồi các bạn nhá. Gặm sạch sẽ. Ngan nuôi nó ngon các bạn ạ. Nguyên phải ăn hết cái đầu nhá. Đấy, cố lên. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Hậu gặm các bạn nhìn này, ngon không? Hơi nhiều mỡ. Đấy. Rồi. Bạn Hậu ăn nhanh đập đã xong hết rồi. Cố lên. Đấy, Nguyên xong cái đầu chưa? Từ đây là chưa xong cái đầu các bạn ạ. Một miếng này là hết rồi các bạn. Rồi. Cố lên. Nhưng mà toàn mỡ. Cố lên Nguyên đi. Chưa chốt à? Ba. Sao mà bạn mới với cái mực giải đầu á? Bỏ bát. Cố lên, học nhanh đi. Các bạn mình đã xong rồi nha các bạn nhá. Rồi Nguyên đã xong các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Còn Vũ Hậu rồi. Còn Vũ Hậu rồi. Cố Vũ Hậu đi Bách. Đừng cố lên, cố lên Hậu ơi, cố lên. Đấy, gặm sạch vào. Cố lên. Đấy các bạn thấy chưa, con ngan này nó to bạn ạ. Đây là rất lâu, vòng này rất lâu các bạn nhá. Học chưa thua chưa? Vâng. Rồi các bạn ơi, thế là Hậu đã xong rồi các bạn nha. Các bạn ơi. Hậu ăn khỏe thật. Rồi, đi rửa tay đi rồi bốc thăm. Rồi, chưa ai chịu thua thì bây giờ bốc thăm tiếp nha. Đấy, cho Hậu bốc trước đi. Đẹp quá nhỉ. Đấy, Hậu lại vào. Làm thân giờ. Đuôi em ơi, đuôi. Bọn ngươi nhả mình nữa luôn. Cái đây là đầu nhau. Rồi, ok, được rồi. Rồi, đến đây ba mở ra nhá. 1, 2, 3. Đây các
các bạn này. Đuôi các bạn này. Không khác cái chân. Đấy đuôi con mực nhá. Đây là hơi nhỉ các bạn ạ. Đây là con mực đại dương các bạn ạ. Wow. Các bạn ơi, có đầu. Đầu các bạn. Đầu con mực đại dương có râu các bạn nhá. Đâu thế. Đây là cái thân các bạn ạ. Cái thân này thì mình không dám mua cả con bởi vì một cả con này nó 1 triệu cơ các bạn ạ. Anh em ơi, đây chỉ một khúc. Tô án này, giày này. Cái mình cắn đầu các bạn. Rồi đầu râu ăn dễ các bạn ạ. Hậu thì ngọt. Bạn hậu ơi, tôi mua thịt kèo con. Ăn như nào? Ngọt, dài đấy nhở. Rồi. Các bạn ơi, đây là con mực đại dương các bạn ạ. Con này to nhất của nó phải, con này cũng phải rơi vào 5 cân. Wow. Mà 300 nghìn một cân. Dài lắm. Đấy, cho nên là mình chỉ mua được những cái khúc thôi các bạn nhá. Đấy. Cố lên. Ngon. Đấy, Nguyên thấy ngon không? Ngon. Ngon đúng không? Ngon. Quá tuyệt vời. Rồi. Hậu thì sao? Nó ngon em ạ. Mà lần đầu tiên mình ăn con mực nó dày này. Các bạn nhìn thịt nó dày này. Đấy. Vừa. Dày nhờ. 2 phân, 3 phân mất. Cố lên. Đấy, cái đầu của Nguyên thì nhiều râu các bạn nhá. Con này mà mua cả con này đến chục cân kìa. Các bạn ơi, bên trong vẫn nó đầy mực này các bạn. Rồi. Đấy, cái mực đấy là mực ăn được. Mực đấy ăn được các bạn ạ. Cái đấy là nó để khi mà kẻ thù ấy, kiểu nó săn con này ấy, nó trốn tránh kẻ thù nó phun mực các bạn ạ. Đấy. Cố lên. Nhưng mà con này mình luộc rồi thì không thể phun được. Đấy. Mày ăn ngon không? Không ngại ít nói nhở. Ngon ăn nhở. Rồi. Nó giòn dai sần sật các bạn nhá. Đấy. Nguyên thì vẫn còn rất là nhiều các bạn nhá. Đấy. Cố lên. Đấy còn nhiều. Râu các bạn. Rồi cố lên. Đấy Hậu cũng chưa xong các bạn ơi. Mất miếng còn cho khắc còn cho không cả sân. Rồi. Người vào này hơi chân nhảy các bạn. Hậu rất là khỏe các bạn nhá. Cố lên. Đấy, vòng này vòng thứ 3 các bạn ạ. Cố lên đi. Đấy, Bách cứ lừa mình các bạn ạ. Ngon đi. Cố lên đi. Hậu sắp xong rồi các bạn ơi. Ngán rồi các bạn. Rồi. Đấy. Ngon thật các bạn. Cố lên đi, Bách chịu thua chưa? Chưa. Hậu chịu thua chưa? Chưa. Đấy, Hậu vẫn chưa chịu thua các bạn ạ. Còn Nguyên thì sao? Ăn chưa luôn. Ok. Đấy. Ăn nhồm nhoàm. Thó hết dâu ra ngoài các bạn ạ. Đấy, Hậu cái đuôi sắp hết rồi các bạn nha. Đấy. Rồi, Nguyên còn bộ râu kia rất là ngon các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái râu phải không? Râu ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái râu. Rồi, cố lên đi. Đấy, Hậu cũng còn miếng là hết rồi các bạn nhá. Ừ. Mực này mà mang đi nhướng ngon hơn các bạn. Rồi. Tớ thích ăn mực khô hơn rồi. Những cái mực tươi này không thích lắm. Mực khô ăn nhai mỏi mồm à. Mình miếng cuối các bạn nhá. Rồi, Hậu miếng cuối cùng nhá. Hậu xong rồi các bạn ơi. Đấy, còn Nguyên với Bách nữa thôi. Mình cái đầu to nhất các bạn. Đấy, là lại thân thì hơi bé bạn nhá. Rồi, cố lên đi. Xong, Bách đã xong, Hậu xong. Còn mỗi Nguyên đây bạn ạ. Bách, cổ vũ Nguyên đi. Vui, vui. Lên. Chuẩn đâu nữa. Rồi. Cái này ngon thì làm ăn hộ rồi, cái này không ngon ai ăn. Cố lên bạn ơi. Bạch nhài mãi không xong các bạn ơi. Rồi.
Qua đi. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Rồi đi rửa đĩa đi. Rồi. Bây giờ chưa ai chịu thua bốc thăm tiếp nha. Yes. Ai bốc trước đây? Rồi cho Bách bốc trước đi. Đèn vang bạn. Đấy. Gì đây? Nhanh. Thân rồi. Nhìn được biết rồi. Rơi đây đi. Rơi đi. Mình thích ăn cái đuôi. Thân cho mày. Thân. Đuôi. Đuôi. Đầu. 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 Ok. Được rồi. Được không? Rồi. Đến lên ba mở ra nha. 1, 2, 3. Đuôi lợn. Anh em ạ. Đuôi lợn nha. Không có được không? Thân thịt thân là thân là thịt ba chỉ bạn nha. Tai này nó là phần đầu các bạn. Rồi ok. Cái đuôi lợn này cứ như bị cụt đi các bạn nhỉ. Rồi. Lợn đụt lợn đuôi ngắn các bạn ạ. Các bạn ơi, sở dĩ mình không mua đầu lợn bởi vì là ăn cái đầu là thua luôn. Cho nên là mình chỉ lấy một bộ phận ở cái đầu bạn nhá. Ê, em có bì không? Ăn hết. Ăn hết. Các bạn ạ, bì lợn lại dạy không ăn. Thì mình lột bì luôn. Đấy. Bạn thấy cái tai còn từ toàn bì được mượn ăn. Đấy, phải ăn các bạn ạ. Làm gì có chuyện không ăn. Đây, bạn lên giòn nhé. Còn ăn bì bổ khớp. Rồi, cố lên. Đấy. Tai lợn này cũng nhiều thịt các bạn nhá. Bì lợn thì ngon rồi. Đấy. Bách cố lên đi. Đấy các bạn như này. Rồi, lợn này các bạn này. Đấy, rất là ngon luôn. Rồi. Đấy, đuôi lợn này các bạn ạ, ăn nó ngon các bạn ạ. Đấy, nguyên thì cả cái tai các bạn nhá. Mình ăn từng sốt rồi cơ. Đấy, thịt ba chỉ thì ngon rồi các bạn ạ. Ngon. Có bánh là ngon nhất đấy, ba chỉ. Mà mỡ. Mỡ ngon. Rồi. Em có ăn không? Rồi là mỡ ăn. Cố lên. Đấy, hậu sắp hết cái đuôi các bạn ạ. Còn lâu các bạn nhỉ? Vừa mất một huy ăn. Rồi, cố lên. Công nhận anh ngọt thật các bạn ạ. Các bạn ơi, có mấy toàn mỡ này không thiếu gì cả bạn các bạn. Cố lên. Mình sẽ ăn. Không. Đấy, tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đấy, tai lợn ăn thế nào em? Nó giòn, chỗ này nó hơi béo béo một tí hay là. Rồi, ba chỉ lợn thì sao? Nó, đấy, nhạt là mỡ rồi anh ạ. Rồi. Ôi, cái đuôi lợn này các bạn mà ăn mà kiểu các bạn chiên giòn lên đi. Bị ăn ngon lắm, mình thấy các bạn ở trên TikTok review ngon. Rồi. Đấy, cái đuôi lợn thì phần nào cũng ngon các bạn ạ. Ngon là thiếu giòn mà mỡ không bị ngấy. Rồi, cố lên đi. Đấy, gặm dây gắt các bạn ạ. Đấy. Mỡ lắm. Mỡ thì cũng phải ăn các bạn ạ, không ăn thì chịu thua thôi. Đấy các bạn ơi, người chơi của chúng ta rất là cố gắng các bạn ạ. Đấy, cố gắng giành lấy 500 đô các bạn nhá. Sắp Tết rồi các bạn ơi. Cố lên. Mình vừa ngang giờ nó cũng ngang ngắn. Rồi, các bạn ơi, hậu cũng khỏe phết các bạn nhá. Đấy, Nguyên cố lên đi. Mỡ lắm. Đấy, người chơi chúng ta có vẻ ngán rồi đấy các bạn ạ. Thịt lợn này nó béo các bạn nhá. Quá tuyệt vời. À. Ngấy lắm nhưng vẫn phải cố các bạn ạ. Rồi, phải cố lên. Còn mỡ rồi các bạn ạ. Hậu còn đuôi còn toàn xương. Đấy, gặm sạch vào. Mình đang gặm mấy. Đấy, phần xương sụn phải ăn hết các bạn nhá. Đấy, nghe đi, hậu sắp xong rồi. Bách đây đi. Cái xương này ăn nào được. Đấy. Đâu? Đúng rắc này, nó là xương hạt mà không phải phụ đâu. Thế à? Đấy. Đấy, vẫn nhai được. Nhai. Cố lên đi. Các bạn ta nó có giấy khoai lắm các bạn. Thế à? Rồi, cố lên đi. Khoai cũng phải ăn các bạn ạ. Bởi vì là vào bộ phận nào chúng ta sẽ phải ăn bộ phận đấy các bạn nhá. Thế vừa này Bách ăn cái phao câu thì ai chê ai kêu đâu đúng không? Không, ăn ngon anh ạ. Rồi.
Mình muốn ăn cả một con ngan rồi, nó sợ. Đấy, ngon đó bạn nhờ. Hấu hết chưa? Gần hết rồi. Đây các bạn này. Cái nó nhiều sơ quá, không lướt được. Rồi, thôi được rồi, ok. Đấy, hậu xong rồi nha. Hậu sạch rồi các bạn ạ. Còn Nguyên thôi. Nguyên với Bách các bạn nha. Đấy. Rồi, các bạn ơi. Đây các bạn này, không sạch. Không cái đuôi cá xấu. Sạch Bách rồi các bạn nha. Đấy. Đi lên. Còn Bách Nguyên nữa. Không ăn được nữa thì thua đi. Rồi. Không. Bằng lưu ấy thì mình không ai rõ. Không ai rõ thì không ai rõ. Mặt răng quá các bạn. Được chưa? Cái gì? Ôi, các bạn nhá. Yeah. Rồi, qua trường thua chưa? Yeah. Rồi, đi rửa tay đi rồi bốc thăm tiếp. Rồi, sẵn sàng nhá. Đấy các bạn ơi, ăn khỏe thế là bốc thăm nhá. Ăn trước ơi. Đấy. Thân rồi, thân rồi. Thân anh em ơi. Yeah. Thân. Làm toàn rồi. Các bạn ơi, mình bắt đầu. Nuôi các bạn ơi. Nuôi. Ok, được rồi. Rồi, đến ba mở tay nhé. 1, 2, 3. Bách nuôi bò à. Quê, bách này. Quê, bách hẳn rồi. Rồi, các bạn ơi, con đầu thì của Nguyên sẽ là cái tai bò nha. Mình vẫn là cái tai các bạn. Đấy, lại tai bò à. Của Hậu là thân thì miếng ăn bò bạn nhá. Vâng, Nguyên Yeah. Đấy, Bách là đuôi bò nhá. Ngon không? Ngon đấy nhở. Mình đứng dậy mình cắt ra các bạn. Đấy, Bách cố lên đi. Đấy. Ăn thế nào? Thịt bò hay là Nguyên? Ăn nó dai. Rồi. Không ăn được thì thua đi. Đấy, Hậu là thịt bò sống rồi, sống các bạn ạ. Ăn tái nó mới ngon. Cố lên. Nguyên ăn thế nào? Ăn nó tai là rất rồi, cái tai lợn bò này sẽ không như tai lợn các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Bò này da nó dày lắm. Bố Bách thì nguyên cái đuôi các bạn này, chấm này. Đấy, rồi. Còn Hậu đang thái xé bạn nha. Ăn cắt nha, lấy con dao cho nhanh. Lại thế nhỉ? Đấy bạn này. Đấy. Đây mình vừa ăn vừa nướng được mà. Rồi. Ngon. Cố lên đi. Đấy. Da dày thật đấy các bạn. Nuôi bò dai không nuôi Bách? Đâu rồi, hãy dừng nhòi nhá nhỉ. Rồi, cố lên đi. Bách, Bách thua đi Bách ơi. Anh mà ăn hết cái này mình cho thêm tiền. Đấy. Bà con nào? Cho bao nhiêu? Bà con nào? Cho 50.000. 50.000. Đấy, 50.000. Sợ. 50.000. Chơi luôn Bách. 50.000 cầm bỏ các bạn. Rồi. Bỏ 11 cái đi hoài. Ok, Bách rất là tỉnh. Yeah. 50.000 cũng cho à. Bắt đầu thưởng thức anh em ạ. Wow, các bạn nhìn này, vẫn còn nóng hổi. Wow. Ngon thế. Làm ngon quá. Đấy. Bách thua. Wow. Bách lại chấm mấy bơ của Hậu các bạn ạ. Đấy, Bách phải ăn hết cái đuôi bò này các bạn nha. Các bạn đấy cứ sơ đi đầu đuôi thân. Đầu đuôi và thân hay thì like chia sẻ ủng hộ mình nha. Đấy. Ngọt. Ngọt các bạn ạ. Ngon. Cố lên. Rồi. Các đấy. Bạn ơi, nhìn miếng này của mình này. Đuôi bò thì đuôi bò luộc các bạn. Tai đuôi. À tai. Thế tai không luộc thì làm cái gì? Người ta nấu cái gì? Luộc anh mới ngon. Luộc anh ngon. Rồi. Cái này thường thường người ta hay chấm với nước tương mà. Đấy. Chấm canh ăn nó.
Rồi cố lên, bách gặm mãi không hết cái đuôi bò ơi. Bách cố lên đi. Đấy, nguyên lên đi. Đấy, bách cảm nhận thế nào? Ngon giòn anh ạ. Rồi bọn mình thì ngoài nó kết cỡ luôn. Rồi các bạn biết cái giống bò tái ăn nó mềm các bạn ạ. Ngoài rồi ok. Bằng quá. Bò tái ăn ngon nhất. Ê. Cố lên. Ngoài mày ăn đi mãi không cần màu luôn. Đấy, mày ăn được cái đuôi bò này thì tâm phục khẩu phục các bạn ạ. Nó đẳng cấp luôn các bạn nhá. Cố lên. Đấy, Nguyên vẫn chưa hết được cái tai bò đâu các bạn ơi. Đấy ạ, bách thế sao đây, ăn lên đi. Cố lên. Họ còn rất nhiều các bạn nhá. Phần nhiều phần. Đấy, nó dai đúng không? Nó mùi, cái mùi gì hả em? Mùi bò. Mùi bò à? Thịt bò nó, thì đương nhiên là... Nó không, mùi thịt bò, cái này mùi nó sẽ đậm hơn. Rồi, ok. Cố gắng đi. Bạn Nguyên nói chuyện như nói chuyện đấy. Bạn anh nhanh lên. Từ thua bây giờ đấy các bạn ạ. Cứ đánh cho mình khác. Rồi cố lên đi. Đấy các bạn ơi, phần thân bò nướng kiểu nướng đá này rất là thơm các bạn ạ. Ngon ngon. Nướng ở đây giữ nhiệt không? Rồi. Con đang làm đầu tiên mình ăn tai cho ăn tai bò à? Rồi. Cố lên. Đấy, bách lần đầu tiên ăn đuôi bò chứ? Vâng. Cái lần này ăn sợ luôn. Bạn dỗ năm bảo ăn chỗ này nó mới nắm thịt này. Đúng rồi. Ăn đuôi có gì toàn xương á. Ăn người ta phải ăn từ đầu đến đít thì ăn. Tớ cũng thế đấy. Anh người vậy chứ. Đúng rồi. Đấy. Cái đầu. Đấy các bạn nhìn này. Bách là gặm, nó dai không? Cũng dai nhá, giòn. Rồi. Đấy, bách liệu ăn hết cái đuôi này không? Chưa biết anh ạ. Rồi, ok. Bách là hai đẳng cấp các bạn ạ. Cho nên là mình nghĩ là bách sẽ khuất phục cái đuôi này. Cố lên. Con đời. Cố lên đi. Ngon. Cố lên. Cố lên. Rồi, bách tự cổ vũ bản thân mình các bạn ạ. Không, cầm cổ vũ bạn Nguyên đấy ạ. Mình chưa xong rồi, đi cổ vũ anh. Đấy, cố lên. Mình đói lắm này anh em. Đấy, tí thì ăn cái đuôi bò vào mồm các bạn ạ. Mình chưa chết lắm các bạn ạ. Cố lên đi. Rồi bách này tắt điện rồi các bạn ơi. Đấy hậu này có ra đi không? Không. Đấy còn hai miếng thôi các bạn nhá. Nguyên còn cả cái mẩu tai các bạn này. Nguyên không có nhân nên là Nguyên sẽ chua các bạn ạ. Đấy à, ngon đấy. Tai bò ngon hơn tai lợn không em? Ngon hơn à. À đấy à, ngon hơn à. Nó nhiều sụn hơn đúng không? Nhưng mà không lấy bằng tay ạ. Rồi. Cố lên. Bách. Bách giơ cái đuôi lên xem nào. Đấy, vẫn còn rất dài các bạn nhá. Đấy, Bách thua đi. Bách ăn lên đi. Bách làm sao ăn hết được cái đuôi này các bạn nhỉ? Rồi. Bỏ quá anh nhỉ. Miếng cuối nha anh em nhá. Rồi, hậu miếng cuối cùng. Mình cũng no các bạn ạ. Anh Lương ơi. Sao?
Em xin thua anh ạ. Xin thua đúng không? Đấy các bạn ơi, Bách chịu thua với cái đuôi bò này rồi nhá. Đấy một cái. Rồi Bách ra ngoài đi. Đấy bê cái đuôi bò này đi đi. Hai người ngồi gần vào đi. Đấy Nguyên chịu thua chưa? Em cường. Rồi Hậu chịu thua chưa? Chán hết rồi, bà chịu thua rồi chán rồi. Đấy Nguyên cố lên nhá, còn mình Nguyên thôi các bạn ơi. Nguyên hai vòng này là đều ăn chậm các bạn ạ. Nếu mà có đuôi bò chắc là Nguyễn thua rồi. Chậm nhưng chắc rồi. Rồi ok, chậm nhưng chắc. Chậm nhưng chắc đúng rồi. Rồi Nguyễn xong rồi các bạn ơi. Yeah, yeah. Quá chịu thua chưa? Yeah. Ok, rửa tay rồi bốc thăm nào. Rồi các bạn ơi, còn hai người nha. Bây giờ bốc thăm ai bốc trước đây? Các người bốc chơi. Rồi Nguyên thân rồi các bạn ơi. Thân. Đồng bạn ơi. Đồng bạn. Thân. Ok. Rồi tồn tại đến tận bây giờ cũng rất là đẳng cấp các bạn ạ. Đấy, nhưng mà đen trước đỏ sau. Rồi bây giờ bắt đầu nha. 1, 2, 3. Wow, đồng bạn. Đấy các bạn ơi, Nguyên ảnh rồi. Nguyên ảnh chắc rồi. Đúng, Nguyên ăn hết con gà luôn. Cho rồi. Thêm 5 lít. Ờ, chôn cho 5 lít. Nguyên ăn hết con gà cho thêm 5 lít. Rồi, ok. Không phải lom rom. Cho 5 lít, ăn hết con gà. Mang tiền đây. Tiền thiếu gì về bạn ạ? Ai là riêng bạn Nguyên hôm nay ăn hết, mình cho hết số tiền này luôn. Ăn đi. Rồi, ok, rồi bắt đầu. Đấy, Hậu cho thêm tiền các bạn nhá. Cho thêm tiền các bạn. Rồi. Và mình còn nhận thua luôn các bạn nhá. Mình nhận thua, nếu mà Nguyên ăn hết này mình nhận thua cho Nguyên được 10 triệu nữa. Rồi, ok. Thế Nguyên sẽ cố gắng nhá. Rồi bắt đầu. Nào ăn đi. Cố lên. Cố lên. Không ăn hết thì bị sao nhỉ? Không ăn hết thì bị sao? Tí mình búng đai mà. Búng đau. Rồi, ok, búng hết mình. Đấy xem Nguyên ăn hết con gà này không bạn nhá. Đây là thân con gà, Hậu vừa ăn thân con gan rồi. Gà ngon này gặp mình ăn hết ngay. Con gà này còn không có mỡ các bạn. Chiêu lạc không anh em này. Gà ôi ui. Thịt nghe ngon. Gà dai ngoắc. Gà người ta chạy bộ chạy đường kinh như này. Dai. Gà rừng các bạn. Đây gà nuôi mấy năm các bạn ạ. Gà ăn cũng 4 năm. Rồi hết mình. Ăn đi, đây chỗ này hơi nhiều tiền đấy bạn ạ. Bạn không phải đếm. Bạn nhìn tờ xanh với tờ hồng các bạn biết nhiều tiền rồi. Cố lên. Đấy các bạn nhìn chưa? Rất nhiều. Wow. Rồi mình tạm thời mình để dưới này nhá. Nhưng Nguyên mà ăn hết con này mình nhận thua rồi các bạn nhá. Cho Nguyên 10 triệu. Đấy 10 triệu hết cái gì 500 nghìn. Đấy bạn cố lên, mình giải đây là thưởng thêm. Chỗ tiền này là thưởng thêm. Đau gà, rất ngon các bạn ạ. Lắc. Ờ, trời ơi, con chơi rồi. Ê, mày. Con này to quá. Ăn đi đi. Con hát hôm nay thắng rồi các bạn. Không thử á? Chịu thua đi. Vâng. Các bạn ơi, Nguyên chịu thua rồi các bạn nha. Tôi được rồi. Thế Nguyên ra ngoài đi. Đấy, làm sao có thể thắng nổi được Hậu các bạn ạ. Tưởng hơi ngào. Đấy, có thêm 500 nghìn cũng không ăn hết con gà này các bạn ạ. Đây, ăn hết được con gà này các bạn nhá. Chỗ này hơi làm tiết các bạn. Mới có miếng cuối bạn nhá. Rồi Hậu này là người chiến thắng. Yeah. Các bạn ơi, Hậu này là người chiến thắng các bạn nhá. Yeah. Đấy, lát chân đôi thuộc về Hậu. Yeah, và những người còn lại sẽ phải bị búng tay bạn nhá. Riêng Nguyên phải ra búng trước. Rồi trước. Ngồi xuống. Không, đứng lên, đứng lên. Đúng thế nào? Đêm nào định búng. À, 1, 2. Quay giữ đầu ấy. Quay giữ đầu. Không phải giữ. Rồi. Đúng chuẩn là phải ạ. Bạn phải đúng lại. 5, 6, 6. Đứng im.
6 Dừng đi. Lên lên. 7 8 9 10 10 15 Rồi. Mình quay đi. Phách à, bay em lên rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 bắt chịu được ăn thật các bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Các bạn thấy sơn đi đầu đuôi và thân này hay thì like chia sẻ ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào các bạn mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.